Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mẹo làm trắng da mặt nhanh và đơn giản tại nhà khiến ai cũng phát mê. Làm trắng da mặt tại nhà nhanh nhất không còn là chủ đề xa lạ với chị em phụ nữ, và nó đang dần trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Nếu như bạn vẫn chưa tìm được phương pháp nào thích hợp với mình, thì video này sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng. Ở video này, kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn một mẹo làm trắng da mặt tại nhà cấp tốc, rất dễ làm, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì vô cùng tuyệt vời. Vậy mẹo thần thánh đó là gì? Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé! Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho phương pháp làm trắng da mặt tại nhà này bao gồm: trước tiên là một ít sữa tươi. Bạn luôn nhớ, bao giờ chúng ta cũng sử dụng loại sữa tươi không đường nhé. Nguyên liệu thứ hai là một ít bột gạo. Bột gạo là bột được nghiền nát từ gạo chúng ta ăn hàng ngày đấy ạ. Bạn có thể xin ở những nhà nào có trẻ nhỏ, hoặc nếu bạn không có bột gạo, bạn có thể thay thế bằng bột mì nhé. Trường hợp cuối cùng, bạn có thể cho một nắm gạo vào cối xay sinh tố và chúng ta xay một lát thì nó cũng sẽ nhỏ mịn như thế này. Nguyên liệu thứ ba là một nửa quả chanh tươi. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để chúng ta thực hiện thì đơn giản lắm các bạn ạ. Đây là phần bột gạo của mình. Giờ chúng ta sẽ cho sữa tươi không đường vào. Bạn cân lượng sữa tươi làm sao để hỗn hợp của chúng ta ở dạng sền sệt, không quá đặc và cũng không quá loãng là được. Tiếp theo chúng ta sẽ cho chanh tươi vào. Bạn đừng vắt nhiều quá, chúng ta chỉ vắt vài giọt thôi. Bạn trộn thật đều tay để cho sữa tươi, bột gạo và chanh hòa quyện tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng của chúng ta các bạn này. Rất là nhanh phải không? Đây chính là bát hỗn hợp mà chúng ta cần để có thể thay đổi một cách ngoạn mục từ làn da đen sạm trở nên trắng hồng mịn màng đấy. Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này làm trắng da mặt như sau. Bước đầu tiên là một quy trình không thể thiếu, đó là chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt bằng nước ấm. Nhớ là phải sử dụng nước ấm các bạn nhé, để cho lỗ chân lông giãn nở hết da. Sau khi mà rửa mặt sạch thì bạn hãy lau khô mặt và bạn thoa hỗn hợp chúng ta vừa làm lên toàn bộ khuôn mặt. Sau khi thoa xong thì bạn hãy sử dụng các cái đầu ngón tay để massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt trong 1 đến 2 phút. Mục đích của việc này là giúp cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu bên trong các cái tế bào da. Như vậy thì hiệu quả dưỡng trắng da sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi mà massage xong thì bạn lưu lại hỗn hợp trên da mặt thêm khoảng 30 phút nữa và cuối cùng bạn rửa lại bằng nước mát là xong rồi đấy. Bạn hãy thử nhìn vào gương và cảm nhận sự thay đổi trên làn da của mình xem nào. Bạn biết không, bột gạo không chỉ được sử dụng làm nguyên liệu cho rất nhiều loại bánh ngon mà nó còn có tác dụng dưỡng trắng da hiệu quả đến bất ngờ. Trong thành phần của bột gạo có chứa hầu hết các loại vitamin nhóm B và vitamin nhóm E, các khoáng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, giúp tẩy đi các tế bào da chết già cỗi, loại bỏ thâm nám, vết thâm, mang lại làn da tươi sáng không tì vết cho bạn. Sữa tươi và chanh là hai nguyên liệu hữu ích cho làn da, giúp da sáng mịn và khỏe mạnh nhờ thành phần chứa hàng loạt các vitamin khoáng chất thiết yếu cùng axit lactic. Chính vì vậy, khi chúng ta kết hợp bột gạo với sữa tươi và chanh sẽ tăng hiệu quả làm trắng da, nhanh chóng thay thế làn da đen sạm bằng một làn da mới trắng hồng mịn màng mà ai nhìn cũng phải ghen tị.
Nếu như bạn là tín đồ của trường phái làm đẹp tự nhiên thì bạn tuyệt đối đừng bỏ qua loại mặt nạ thần thánh này nhé. Chúc các bạn thành công và sớm có làn da như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.